Kính thưa quý vị và các bạn, qua thời gian đưa vào hoạt động cầu tạm khi các giao thông qua cầu Long Bình 1, thì lượng xe gắn máy đi theo hướng cầu tạm này khá đông, nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, nhất là vào lúc cao điểm. Qua đó, người dân có nhiều ý kiến phàn nàn về vụ việc này. Ghi nhận của phóng viên chuyên đề nghe người dân nói. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận lại vào chiều hôm qua ở khu vực cầu tạm bắc qua sông Long Bình, đoạn thuộc phường 4 và phường 5, thành phố Trà Vinh. Một hàng dài người lưu thông qua lại bằng xe gắn máy đã bị ùn tắc khá đông. Các phương tiện điều khiển đi rất chậm để qua lại cầu tạm. Vì cầu tạm nhỏ so với nhu cầu lưu thông của các phương tiện, do đó gây ra tình trạng kẹt xe kéo dài gần cả tiếng đồng hồ. Dòng người lưu thông nhiều và chờ đợi lâu nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến thời gian làm việc và hoạt động sản xuất kinh doanh của gia đình, nhất là người dân có nhà ở hoặc nhu cầu công việc gần khu vực cầu tạm này. Sáng sớm á, thì khoảng 6 giờ mấy 7 giờ á, thì người dân với lại học sinh đồ đi học á, nó đông thì nó kẹt xe. Là khoảng tầm 7 giờ 7 giờ mấy thì nó hết. Còn trưa á, thì cũng ít có kẹt lắm. Còn buổi chiều khoảng chừng 4 giờ mấy 5 giờ thì những công nhân đi mần về với học sinh đồ về đó thì nó kẹt thôi. Buổi sáng kẹt, buổi chiều dắt chiều kẹt nữa, mà có bữa tối nó quá trời kẹt luôn. Nó kẹt cái bằng từ đợt đó mà tới đằng này luôn. Công an ra mà giao thông chạy lại mà còn không làm không xể nữa đó, kẹt quá trời kẹt luôn. Kẹt thì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào cô? Trời đất, có buôn bán không được, kẹt cứ ngắt vậy rồi sao buôn bán? Yeah. Bởi vì sợ kẹt lắm, sợ kẹt đường lắm. Theo các hộ dân sống gần vị trí cầu tạm này cho biết, từ khi cầu tạm chính thức đưa vào hoạt động để thay thế cầu Long Bình 1 đã cắt giao thông, thì tình trạng kẹt xe đã xảy ra liên tục vào các ngày trong tuần, trừ ngày chủ nhật. Đông nhất là vào buổi sáng sớm, buổi trưa và buổi chiều tối, khi thời gian bắt đầu hoặc hết giờ làm việc, giờ đến trường và tan trường của học sinh. Cho dù vào những thời điểm này, các lực lượng chức năng như công an, cảnh sát giao thông và lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Trà Vinh tham gia trực và phân luồng hướng dẫn lưu thông, nhưng tình trạng kẹt xe vẫn xảy ra. Đưa con đi học cách sáng là 6 giờ 15 á, là đi không được luôn á, phải đi qua bên kia, cầu bên kia, sợ luôn á. Chiều về đâu dám đi đường này, chiều về đi đường bên kia. Bất tiện lắm, sợ lắm, giết sợ luôn. Trong trường thực hành sư phạm á, là điện về cha mẹ là con cái học trễ không á. Nguyên nhân là do lượng người và phương tiện có nhu cầu qua lại đoạn đường này khá đông. Trong khi cầu tạm chỉ rộng 3,5 m, nên người dân gặp khó mỗi khi có nhu cầu qua lại khu vực này. Do đó, nhiều người dân mong muốn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Trà Vinh sớm quan tâm, khắc phục để việc lưu thông của người dân được thuận tiện hơn, đồng thời mong muốn để nhanh tiến độ xây dựng cầu Long Bình 1 để sớm hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Nói chung ra ở đây người ta cũng muốn cho làm cái cầu Long Bình sớm sớm đặng cho mấy người dân ta đi lại cho nó dễ dàng hơn, chứ để ngày nào cũng kẹt cứng hết á. Thì cũng nhờ mấy anh giao thông với mấy anh công an ra nè, với bảo vệ dân phố ra nó cũng đỡ hơn chút. Còn Nguyễn không có thì cứng nhắc luôn á, là khỏi qua lại gì được luôn. Trong thời gian cắt giao thông để thi công cầu Long Bình 1, cầu tạm được thiết kế để người đi bộ, xe gắn máy, xe đạp, xe thô sơ lưu thông qua lại. Vì vậy, người dân và các phương tiện khác nên chọn hướng lưu thông qua cầu Long Bình 2 và cầu Long Bình 3 để giảm bớt tình trạng kẹt xe xảy ra tại khu vực cầu tạm.